Truyền thông phòng khám cha tự thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ ba, ngày 20 tháng 8 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tự thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, tại phòng khám cha tự thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên luôn đặt tâm huyết vào công việc, đặc biệt là khi đối diện với những bệnh nhân mắc căn bệnh ung thư. Đó là sự tận tâm không chỉ đến từ chuyên môn mà còn từ trái tim nhân ái. Điều này được thể hiện rõ qua câu chuyện của bệnh nhân Lê Tiến Linh, người đã trải qua hành trình hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám cha tự thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Ông Lê Tiến Linh đến từ tỉnh Lâm Đồng đã tìm đến phòng khám cha tự thương cho không và các thầy để hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí với tình trạng sức khỏe yếu ớt, đặc biệt là mắc bệnh ung thư trực tràng. Trước khi bắt đầu hỗ trợ điều trị, ông Lê Tiến Linh gặp phải nhiều khó khăn, di chuyển khó khăn, vệ sinh cá nhân trở thành thử thách và vết thương gây đau nhức liên tục. Tuy nhiên, nhờ sự chăm sóc tận tình và chuyên nghiệp của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám, ông Lê Tiến Linh đã trải qua gần 3 tháng hỗ trợ điều trị ung thư với kết quả đầy khích lệ. Đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại đây không chỉ áp dụng những phương pháp hỗ trợ điều trị hiệu quả mà còn chú trọng đến việc hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhân. Điều này đã giúp ông Lê Tiến Linh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của bệnh tật. Hôm nay, ông Lê Tiến Linh đã trở lại với cuộc sống bình thường, sức khỏe của ông đã dần ổn định. Ông Lê Tiến Linh có thể tự đi lại dễ dàng hơn, vệ sinh cá nhân không còn là vấn đề lớn, và tình trạng đau nhức cũng đã giảm đi rõ rệt. Những nụ cười và sự phục hồi của ông Lê Tiến Linh là minh chứng rõ ràng cho sự hiệu quả và tận tâm của phòng khám cha tự thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí trong việc chăm sóc và hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư. Sự phục hồi của ông Lê Tiến Linh không chỉ là một thành công về mặt y học mà còn là động lực to lớn cho toàn bộ đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám cha tự thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Đây là kết quả của sự kết hợp hoàn hảo giữa y đức, kinh nghiệm, chuyên môn và tình yêu thương dành cho bệnh nhân ung thư. Đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để mang lại những kết quả tốt nhất cho tất cả bệnh nhân ung thư, giúp họ tìm lại sức khỏe và niềm tin vào cuộc sống. Phòng khám cha tự thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, tự hào là nơi mang lại sự hồi sinh và hy vọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với tất cả sự tận tâm và trách nhiệm của mỗi bệnh nhân. Phòng khám cha tự thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, tự hào là nơi mang lại sự hồi sinh và hy vọng. Và chúng tôi tiếp tục làm việc với tất cả sự tận tâm và trách nhiệm để mỗi bệnh nhân đều có cơ hội hỗ trợ điều trị và phục hồi sức khỏe một cách tốt nhất. Xin trân trọng. Dạ, con tên là Lê Tiến Linh, con đến từ Lâm Đồng, con là bị bệnh ung thư trực tràng. Lúc bắt đầu phát hiện ra bệnh á, là chưa phát hiện ra bệnh thì cơ thể là có nhu cầu là muốn đi vệ sinh nhiều lần trong ngày, và còn thì lúc đấy lại cứ tưởng đinh ninh là mình đang còn khỏe, chắc là do mình nhậu nhiều hay sao thì chắc là bị tụt men tiêu hóa, thì mới mua thuốc ở ngoài uống, cảm thấy là nó không đảm bảo, nó vẫn cứ như thế. Thì con thì đi chụp thì chiếu và đi nội soi thì phát hiện là cái khối ung thư ở trực tràng. Thì con cũng điều trị ở bệnh viện Đại học Y Dược và bệnh viện Quân y 175 ở Sài Gòn. Và cũng đã qua 30 lần xạ trị và 8 lần vào hóa chất. Theo dõi ở bệnh viện Đại học Y Dược thì vẫn đang còn hạch di căn và trong máu vẫn đang còn tế bào ung thư. Và con xuống dưới đây con điều trị thêm.
do các phác đồ của các thầy ở đây đưa ra. Dạ con thì cũng nghi ngờ là do ăn uống và sinh hoạt của mình nó không được điều độ, hoặc là do thức ăn mình, do cái sinh hoạt của mình nữa, hay ăn nhậu thì nó sinh ra biến chứng thế này. Nếu mà có lời khuyên cho mọi người thì tôi cũng về mọi người là chú ý về ăn uống, tập luyện sức khỏe, và có những cái biểu hiện nào mà trong người mà cảm thấy là nó nhẹ hay là nặng thì các mọi người hãy đi bệnh viện để khám tầm soát ung thư, để nếu mà có phát hiện ra ung thư thì các thầy các bác sĩ có phương hướng điều trị nó sớm hơn để đạt được kết quả tốt hơn cho mọi người. Cơ duyên để tôi đến với phòng khám yêu thương là do là các phương tiện truyền thông, tôi theo dõi trên các nền tảng phương tiện truyền thông và thấy ở phòng khám yêu thương là có hỗ trợ, chức năng hỗ trợ điều trị cho những người mắc ung thư. Để điều trị thì tôi cũng xuống đăng ký về phòng khám yêu thương để được sự hỗ trợ chăm sóc đối với bản thân, và được các thầy ở đây là tận tình hướng dẫn và điều trị cho bản thân tôi được kết quả được như ngày hôm nay với theo các phác đồ của các thầy đưa ra. Về bản thân thì cũng tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn cháo hàng ngày để làm sao mà đẩy được các tế bào ung thư trong cơ thể ra ngoài. Bản thân thì điều trị ở đây được 2 tháng 10 ngày. Các thầy các cô ở đây là nhiệt tình hướng dẫn, chăm sóc, yêu thương tất cả mọi người bình đẳng như nhau, không phân biệt sang hèn giàu nghèo, ai cũng như ai, con người và có tình người và tình con người với nhau. Về vấn đề ăn uống đi lại và tôi xuống dưới đây điều trị thì mọi người nghe đều ở bên ngoài nghe và biết thì cũng là nhiệt tình trong các mọi mặt, từ vấn đề đi lại ăn uống ngủ nghỉ mua bán hay các thứ, là giá cả ở đây là giá bình dân, không đắt giống như các khu đô thị lớn. Gọi như là ở quê nên là không có gì so với giá cả thì không khác gì ở nơi khác cả. Mua rau trái cây thì nó cũng đều tương đối là giá bình dân. À, mọi người ở đây thì chất phác, chan hòa với mình, nhiệt tình, vô tư. Thì hôm nay mới biết thì gia đình cảm thấy cũng rất vui mừng và tạ ơn trên đã bao bọc nâng đỡ, và các thầy các cô ở đây cũng đã cố gắng nhiệt tình chăm sóc bản thân để mình vượt qua thời gian qua, để mình vượt qua về cái nỗi đau về tinh thần. Cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân cũng đã hỗ trợ cho phòng khám yêu thương rất nhiều để cho mọi người đều có một sự sống mới, thay đổi bản thân thành những con người mới. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Cha, cảm ơn bề trên đã nâng bước các con để cho các con được vững bước đi trên đường đời. Thì sau khi mà về với cuộc sống bình thường thì tôi vẫn theo các phác đồ thầy, các phác đồ của các thầy là vẫn tích cực ăn chay, không ăn những thực phẩm có liên quan đến động vật để cho cơ thể được đẩy lùi được hết các tế bào ung thư trong cơ thể và để con người cảm thấy thanh tịnh.
Cha Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy,
chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nô, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nô, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Trước khi đi vào cái buổi hướng dẫn ngày hôm nay, thầy muốn sinh hoạt một chút với tất cả quý bệnh nhân về cái chương trình công việc của phòng khám. Có ba việc chính mà thầy muốn chia sẻ. Cái việc thứ nhất là về cái chương trình làm đường. Cái con đường từ ngoài lộ vô đây là tính tới cái cầu á là 350 mét, mà tính hết cả hai đầu đoạn đường là tổng cộng là 793 mét, bao nhiêu đó là gần 800 mét chiều dài. Thì vừa rồi cái ngày mà lễ ra phòng khám cho các bệnh nhân đó, thì một số mạnh thường quân cũng như là phòng khám có lên một cái chương trình, đó là trong thời gian dài sắp tới á, là mình sẽ lập một cái quỹ để mà tiến hành mình làm cái con đường này. Và các thầy cũng đã trao đổi với địa phương cũng như là được sự đồng thuận của địa phương chính quyền là cho phép mình làm con đường từ ngoài lộ vô đây vô phòng khám, mà mình sẽ đi hai đầu lộ cây dầu qua là đường ở phía sau lưng mình nè, phòng khám nè, và ở phía trước mặt phòng khám là có hai con đường, tổng chiều dài là gần 800 mét.
với nhà đầu tư, thì những nhà đầu tư thì đang chờ cái bản thiết tính từ phòng khám cũng như là xây dựng cái con đường này tiến hành như thế nào, thì các thầy sẽ cung cấp cái bản thiết tính đó cho các nhà đầu tư, các mạnh thường quân để họ thực hiện con đường này. Thì tổng chiều dài như vậy thì dự kiến sẽ là bề ngang là 3 mét, làm đường nhựa và đổ 2 lớp, thì có một nhà thầu đã lãnh là 300 triệu cho tổng chiều dài là 800 mét đó. Tại vì cái con đường này trước đó cha đã đổ đá rồi, năm 2018 là cha đã có tiến hành đổ đá, những cái lớp đá ở phía dưới rồi. Bây giờ thì còn rải lớp nhựa nữa lên và đi 2 lớp. Đó là cái chương trình sắp tới là các thầy sẽ lập một cái quỹ, là quỹ để làm đường, và kêu gọi cái tổng số kinh phí là 300 triệu. Và với cái mức 300 đó sẽ tiến hành làm con đường 2 đầu, từ ngoài độ vô tới phòng khám và từ phòng khám ra tới lộ cây dầu. Thì thầy mong rằng các nhà hảo tâm mạnh thường quân sẽ đồng hành cùng với phòng khám để cùng nhau chung tay góp sức xây dựng cái con đường này. Bởi vì cái mong muốn của các thầy là làm sao mang đến cái điều tốt nhất cho bệnh nhân, đặc biệt là trong thời điểm lúc này đang là mùa mưa, đường xá rất là khó khăn để đi. Những bệnh nhân ở gần phòng khám thường là hầu hết là chủ yếu là những bệnh nhân đi lại khó khăn, mà các thầy thấy là có một số bệnh nhân là phải đi bằng xe lăn á, đẩy xe lăn từ nhà trọ qua bên đây, mà cái đường đá mà gồ ghề á, thì có những cái xe lăn, mà một số xe lăn thì thấy là gắn thêm cái cây nạng để mà đẩy cho dễ. Thì đối với những thanh niên có thể đẩy được, mà những cô hoặc là các bác mà lớn tuổi thì cái chuyện đó thì nó hơi khó khăn. Thầy cũng thấy một số người dân địa phương hoặc là chủ nhà trọ có đẩy bệnh nhân qua, thì cái đó cũng là một điều rất là đáng mừng, một cái tấm lòng bác ái, thầy thấy là có sự ấm áp. Cho nên là mong muốn làm sao trong thời gian sắp tới là sẽ vận động được cái nguồn kinh phí để làm đường, làm tuyến đường này, để giúp cho bệnh nhân có điều kiện đi tới phòng khám một cách tốt đẹp hơn. Đó là chương trình là như vậy. Một lần nữa thì thầy cũng cảm ơn chính quyền địa phương đã đồng hành với phòng khám, cũng như là tạo mọi điều kiện để phòng khám có thể thực hiện được cái con đường này trong thời gian sắp tới. Và ở địa phương cũng đã cho biết rằng là khi mình đã kêu gọi vận động được nguồn kinh phí để làm, thì địa phương sẽ giải phóng mặt bằng, có nghĩa là việc hợp dân cũng như là để con đường nó thuận tiện được tiến hành á, thì địa phương sẽ đứng ra là người giải phóng mặt bằng cho tuyến đường này. Cho nên là tất cả những người dân địa phương hai bên sẽ nhất trí và đồng thuận, tại vì cái con đường này trước đó là nhà nước đã bồi thường rồi, bồi thường cái lộ bờ kinh này rồi, cho nên thì việc giải phóng mặt bằng thì cũng tương đối dễ, chỉ cần mình xin được kinh phí là mình sẽ tiến hành làm. Đó là cái việc đầu tiên nha, chúng ta dành tràng pháo tay đi mừng cho cái điều đó. Đó là việc đầu tiên mà sắp tới phòng khám sẽ thực hiện. Thì khi nào có đủ kinh phí thì sẽ tiến hành làm, có thể là nó cũng không có sớm lắm đâu. Khi nào mà đã vận động đủ 300 thì các thầy sẽ cùng với mạnh thường quân, cùng với địa phương ở đây sẽ tiến hành tổ chức thi công con đường. Đó là chương trình về lâu về dài. Còn trước mắt là các thầy vẫn phải kêu gọi nguồn kinh phí để lo cho phòng khám mỗi ngày mỗi hoạt động. Tại vì khi mà bệnh nhân tới đây, các thầy yêu thương cho không, các thầy không có lấy tiền bệnh nhân. Tuy nhiên những cái chi phí trong phòng khám đều phải được đảm bảo, để làm sao đảm bảo quá trình điều trị của bệnh nhân được tốt nhất, không có ảnh hưởng, không gián đoạn và số lượng bệnh nhân đông. Thì gạo nè, thuốc nè, hiện tại thì mặc dù thuốc các thầy có thể sản xuất một số loại, nhưng một số loại phải mua nguyên liệu trực tiếp, tại vì cái nguồn thuốc mình không có, bắt buộc mình phải mua. Về gạo, về thuốc, về bình nước, rồi điện, rồi kim châm,
là tất cả những cái chi phí trong phòng khám đều phải làm sao đảm bảo. Thì cái đó là cái thầy cũng mỗi ngày cũng đang vận hành. Thì kính mong quý mạnh thường quân và nhà hảo tâm đồng hành với các thầy lo cho các bệnh nhân. Thì trước đây các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và quý ân nhân cũng làm việc trực tiếp với cha, và cho tới thời điểm hiện tại cũng tiếp tục gắn bó và đồng hành với các thầy. Thì con xin thay mặt phòng khám xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm, quý ân nhân đã đồng hành cùng với cha Phêrô Nguyễn Văn Tường như trước đây, và cũng đã tin tưởng chúng con và tiếp tục đồng hành giúp đỡ cho phòng khám có được ngày hôm nay để lo cho bệnh nhân. Một cái chương trình kế tiếp mà các thầy đang thực hiện đó là việc in quyển sách. Thật ra là rất là vất vả luôn mọi người, bởi vì những cái công việc này thì ngày trước cha Phêrô Nguyễn Văn Tường là người thực hiện, còn các thầy chỉ lo về góc độ chuyên môn thôi. Có nghĩa là các thầy thuốc ở đây cha đã sắp xếp cho từng thành viên một cái góc độ nhất định trong cái chuyên môn. Ví dụ như người thì tiếp nhận hồ sơ, người thì lo khám chữa bệnh, người thì lo phần nước, người thì lo phần thuốc, người thì làm công tác bảo vệ phòng khám. Đó là cái chương trình cha đã tổ chức và đào tạo từng thành viên một, hướng dẫn cho những ai làm những cái khâu gì chịu trách nhiệm. Cho nên là quý bệnh nhân thấy khi cha nằm xuống là phòng khám được vận hành một cách trôi chảy, không phải các thầy hay đông mà là cha đã sắp xếp như vậy đó. Mọi thứ cha đã an bài sẵn như vậy, mà chính các thầy cũng mỗi người cũng phải thực hiện đúng cái vai trò và bổn phận của mình trong chương trình của phòng khám. Cho nên là mọi thứ nó đều vận hành một cách tốt đẹp. Thì trong thời gian vừa qua, chắc có lẽ thầy cũng giới thiệu cái này nhiều rồi. Đây là quyển sách ứng dụng công nghệ cháo nano, thảo dược nano hỗ trợ điều trị bệnh ung thư của nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Tường. Đây là quyển sách do thầy thuốc, các học trò của cha đã chăm chỉ và ghi chép lại cái phương pháp của cha và đã xuất bản từ năm 2020. Mình có thể thấy nhìn cái logo này, cái bảng hiệu này và quyển sách này, đây chính là bản quyền của các thầy đó. Có nghĩa là các thầy là người trực tiếp viết ra quyển sách này mà lúc cha còn sống. Có nghĩa là cha đã trao phó cho cái việc đó cho các thầy. Có nghĩa là cha cho phép các thầy viết ra quyển sách này và xác nhận cho quyển sách này là đúng với cái nguyên tắc của cha, cái nguyên bản của cha ngay từ đầu. Cho nên là năm 2020 là các thầy và cha đã cho ra đời quyển sách này để mang đến cho mọi người một cái phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, và đã sẵn xuất bản ra là 1.000 cuốn là xuất bản lần đầu tiên của nhà xuất bản Hồng Đức. Và cho tới thời điểm hiện tại thì cái số lượng sách nó chỉ còn có vài cuốn thôi. Cho nên là các thầy đang xin giấy phép để tái xuất bản lần thứ nhất, và cũng sẽ là 1.000 cuốn. Thì cái kinh phí đó thì các thầy có vận động một số mạnh thường quân để lo cho cái phần này, và trong thời gian sắp tới sẽ cho xuất bản và thầy sẽ công bố danh sách và cảm ơn những mạnh thường quân đó. Nhưng mà có lẽ là sẽ không kịp vào cuối tháng này. Cái tháng vừa rồi á, thầy có thông báo về vấn đề in sách và cái chương trình trong tháng, thì có lẽ là cái nguồn kinh phí mình vận động chưa kịp, cũng như là một số cái sự cố mà mình bị chậm trễ đó. Cho nên là tại vì ban đầu các thầy cũng muốn là làm sao mà in được quyển sách này, và cái người đầu tiên được nhận đó chính là những người bệnh nhân đã hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị, xem như là một phần thưởng cho những bệnh nhân đã có những nỗ lực với cái phương pháp này. Và đây là một
món quà mà thầy dành tặng cho những bệnh nhân đã ra phòng khám. Nhưng mà có lẽ tháng này sẽ không kịp, bởi vì còn có 10 ngày nữa thôi là chúng ta đã tổ chức cái chương trình hoàn thành phát đồ cho bệnh nhân, thì có lẽ là không có kịp, tại vì 10 ngày nữa thì in không có xong. Thông thường thì in 1.000 cuốn phải in tới 10 ngày lận, vừa in vừa đóng gáy sách, vừa đưa cái số sách này trở về đây qua đơn vị vận chuyển ấy, thì nó cũng hơi lâu. Và cái quyển sách này khi mà tái bản, các thầy sẽ làm quà tặng cho những mạnh thường quân và những ân nhân, cũng như là những ai cần đến nó trong thời gian vừa qua mà đã đồng hành với phòng khám, coi như đây là một món quà tri ân. Và tất nhiên là cái quyển sách này là được cấp hoàn toàn miễn phí, mà hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới, nếu như có điều kiện tốt hơn, thì thầy mong muốn rằng cái quyển sách này sẽ trao đến tay của nhiều hơn các bệnh nhân, và nó sẽ giúp lan tỏa cái phương pháp của cha tới nhiều bệnh nhân, tới nhiều đối tượng khác nữa, để cho mọi người được hiểu được phương pháp này, mà có thể sẽ giúp ích mình trong cái cuộc sống, cũng như là có khi mình có người thân mắc bệnh ung thư, hoặc là mình có những người quen, mình đâu biết được, có những người mà mình thân thương của mình mà vô tình phát hiện ra căn bệnh ung thư, mà mình đi điều trị tại bệnh viện Tây Y mà nó không có hiệu quả, hoặc là đã điều trị rồi nhưng mà không đáp ứng nữa, thì có thể mình sẽ áp dụng cái phương pháp của cha. Thì đây cũng là một cái bước lan tỏa mà các thầy mong muốn mang đến cho tất cả bệnh nhân ở đến phòng khám, cũng như là chưa tới phòng khám, chưa có điều kiện tới phòng khám. Nếu như trong chương trình tháng này không kịp thì có thể là qua tháng sau thì cái chương trình viết sách này, cái quyển sách này sẽ hoàn thành với 1.000 bản. Truyền thông phòng khám cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám Yêu Thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị
sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.